2 tiếng thôi. Đây, bây giờ em sẽ lắp pin vào ha. Rồi, chúng ta đã nắp lại. Sản phẩm này thì công tắc nó nằm ở dưới ngay cái đuôi của con rùa ha, ngay cái đuôi của con rùa nha anh chị các bạn. Đây. Khi chúng ta bật công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ chạy ha. Cái chân nó khi chúng ta bật công tắc lên sản phẩm nó chạy ha. Nó chạy. Và kèm theo đó là trên lưng cái mai rùa nó sẽ có rất là nhiều đèn ha. 1 2 3 4 5 6 7. À 7 thì có sẽ có 7 cái đèn chiếu anh chị các bạn. Đây, chị nhìn ha. Đèn lên mai rùa nhìn thấy rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Như thế. Thì kèm theo đó thì nó sẽ có cái loa nhạc. Cái loa nằm ở đây và có nhạc ha. Nhạc thì anh chị và các bạn cũng mới vừa nghe rồi đó. Cái tiếng nhạc cũng khá là dễ thương, cũng rất là phù hợp cho những bé mà còn nhỏ nhỏ ha. Thấy rất là đáng yêu ha. Trên đây là có cái nón đậy. Rồi, bây giờ chúng ta bật công tắc lên cho cái sản phẩm này hoạt động thử coi như thế nào ha. Đây. Để đi tới ha. Khá là đẹp đó. Ở đây đang để cái thùng đó. Cái thùng thì nó chạy nó sẽ kêu hai tiếng đó. Sản phẩm của con này kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website em nha. Cái link website em để dưới phần mô tả. Hoặc là anh chị có thể cắt chụp ảnh lại. Những video này em đang review nè, anh chị có thể cắt chụp ảnh lại. Rồi gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận ở địa phương á. Hỏi xem có mẫu mã chưa, nếu mẫu mã đẹp thì lấy về bán ha. Rồi còn anh chị nào, các bạn nào mà chưa, không có thể đến được cửa hàng đồ chơi cho em á thì...